Xin chào tất cả mọi người của lớp 16.3 khóa học Lifeline. Mình là Phạm Nguyễn Phương Mai và sau đây là bài thuyết trình của mình về lịch sử của loài mèo. Chắc là nhiều người cũng từng có thắc mắc là một loài vật nuôi đáng yêu như thế này thì liệu xuất phát của chúng có bắt nguồn từ đâu? Mặc dù mèo là một loài vật nuôi rất phổ biến nhưng mà hiện tại thì tính ra về mức độ dễ thuần hóa thì nó lại là loài đứng cuối cùng trong số những loài động vật nuôi hiện nay. Vậy thì loài mèo có bắt nguồn từ đâu? Đây là phần những nội dung mà mình sẽ giới thiệu trong slide này. Chắc là con mèo hạng mạng, không biết là mình đến từ đâu, có gì không? Thì nhiều người nghĩ là mèo có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại, nhưng thực tế thì loài mèo được thuần hóa đầu tiên tại vùng đông bắc của Cận Đông và sau đó thì mới được chuyển sang tìm thấy ở Ai Cập. Thì có một số phong tục ở Ai Cập vì người dân ở đây rất là sùng bái loài mèo. Nếu mà du khách đến Ai Cập thì nếu mà làm chết mèo thì thậm chí có thể bị xử tử hình. Hoặc là ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy trên slide là có một số fact về chuyện ở Ai Cập thì người ta tôn sùng mấy cái con mèo là như thế nào. Kiểu khi mà có cháy nhà thì mèo sẽ được cứu ra, hoặc là nếu mà trong nhà có mèo chết thì người ta sẽ ướp xác con mèo đấy cho vào trong mấy cái lăng mộ kiểu con giáp đá quý các thứ. Xong rồi ra chụp cái cạo lông mày rồi để ra cái con mèo đấy trong rất là lâu. Sau đấy thì đất nước thứ hai có mèo sau Ai Cập được biết đến là Palestine với những bằng chứng lịch sử nhất định, bởi vì Palestine có quan hệ mua bán với Ai Cập và người ta đã tìm thấy một số di chỉ như là có một bức tượng bằng ngà khắc hình mèo đang nằm ở và có niên đại là khoảng năm 1700 trước công nguyên. Sau đó thì loài mèo ấy được di cư đến châu Âu với một số giống mèo rất là đáng yêu với giá vô cùng cắt cổ hiện nay các bạn đang phải mua. Thì mèo nó chỉ dần trở nên phổ biến ở châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Khi mà Ai Cập có quan hệ với Hy Lạp và La Mã thì một số thương nhân ở hai vùng đất này đã tìm cách để đưa loài mèo về đất nước của họ. Sau đấy thì mèo phát triển đặc biệt nhiều tại châu Âu vào thời kỳ đế quốc La Mã nở rộ. Sau đấy mình sẽ nói đến mèo ở châu Á. Thì phần này nếu nói về lịch sử thì nó cũng không có gì ấn tượng lắm, ngoại trừ chuyện là nó có thể đã được tìm thấy tại Ấn Độ cách đây những 2.000 năm. Và sở dĩ vì sao nói nó có thể ít nhất 2.000 năm tại vì người ta còn đào được một bộ xương mèo ở trong sông Ấn Hà. Và nếu như thế thì có thể là khoảng 4.000 năm trước là mèo đã xuất hiện ở đây rồi. Đây là một số fact gì đấy về mèo ở châu Á. Các bạn có thể nhìn thấy ở cái tờ nốt ở giữa là cái con mèo trông khá là giống báo. Cái loài này thì như là được mệnh danh là một trong số loài mèo đắt nhất hiện tại vậy. Wow. Hình như là có 3.000 đô một con, mình nhớ không nhỉ? 3.000 đô. Đây là một số dấu mốc hay ho của con mèo này. Thì khoảng 8 triệu năm trước người ta đã tìm ra loài mèo cổ đại như là mèo rừng gì đấy. Cổ đại 1 triệu năm trước thì những con sư tử đầu tiên được phát hiện tại châu Phi. Sau đó là khoảng 700.000 năm trước thì có những con cổ trắng đen gan. Năm 7.500 trước công nguyên thì loài mèo lần đầu tiên được thuần hóa tại và nuôi tại Da. Vào thế kỷ thứ 10 thì tại châu Âu loài mèo bắt đầu có giá trị rất cao. Sau đó thì đến năm 1887 thì đã có những câu lạc bộ người yêu mèo đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Và từ những năm 1990 cho tới nay thì số lượng mèo ngày càng vượt xa so với chó được nuôi trong các gia đình hiện tại. Đây là một cái câu mình nghĩ là tất cả mọi người nên tâm niệm trong đầu. Cách bạn đối xử với mèo nơi trần thế sẽ quyết định vị trí của bạn trên thiên đường. Thế nên là hãy yêu thương mèo. Đây là slide cảm ơn mình. Rất là đẹp slide đó. Đây mới là slide cảm ơn đúng chưa? Rồi một tràng vỗ tay cuối cùng. Rồi một slide mở đầu rất tuyệt vời.